Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên trên kênh Chuyện Dài Kỳ MC Đình Soạn, một sản phẩm mới của Hẻm Media. Thưa quý vị, cũng như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn, có rất nhiều các bộ truyện dài tập mà khi phát sóng ở trên kênh Hẻm thì sẽ ảnh hưởng đến cái lịch phát của những cái câu chuyện lẻ. Thành thử công việc để phục vụ quý vị những cái câu chuyện dài kỳ, cái nội dung, thời lượng nội dung nó sẽ dài hơn, cuốn hút hơn, thì chúng tôi cũng xin được phép phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Dài Kỳ Âm Đinh Si Đình Soạn những cái câu chuyện ma giải tập của các tác giả. Cùng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phục vụ quý vị những cái câu chuyện tâm lý xã hội hoặc là những cái tác phẩm văn học rất là đặc sắc được chúng tôi chọn lựa để phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Dài Kỳ này. Cũng rất là mong được đón nhận sự yêu mến từ tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và câu chuyện đầu tiên, câu chuyện Oán Nhi của tác giả Duyên Crone, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 2 tập, và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng từ khi những điều quái dị cứ lặp đi lặp lại quấn lấy Tú Quyên. Lúc tới gặp tôi, Tú Quyên gần như đất thân tàn ma dại, thậm chí cũng chẳng còn bình thường nữa. Vừa đứng thất thần, vừa ngậm chặt những lọn tóc xoăn rối bù xù trong miệng mà ra sức cắn như muốn nuốt xuống những sợi tóc ấy. Thế dáng vẻ ấy của Tú Quyên bên dưới gầm cầu thang dẫn lên khu chung cư cũ mà tôi đang sống, tôi thực sự đã gần như ngay lập tức run lên bần bật vì sợ. Một sự run sợ tột độ, giống như cái ngày tôi tận mắt nhìn thấy cái chết của chồng mình. Nhưng dù sao có cho hoảng sợ thế nào, tôi biết mình chẳng thể làm ngơ. Oán khí đeo bám Tú Quyên quá nhiều, toàn bộ màu đen xám xịt không chỉ bao phủ lấy Tú Quyên mà còn làm cho cái sự tối tăm nơi góc cầu thang cũ thêm phần đáng sợ. Vì cắn mạnh quá, giống như dùng toàn bộ sức lực của một người khỏe mạnh mà cắn xé, tầng màng da đầu đã bắt đầu bong ra, máu từ đó chảy xuống từng dòng, rất nhanh đã nhuộm đỏ gương mặt xinh đẹp của Tú Quyên. Lúc ấy tiếng cười man dở như từ cõi âm ti địa phủ cũng âm mỉ vang vọng, lúc trầm lúc bồng, lúc gần lúc xa, khiến cho người ta sởn da gà, mất đi mấy phần hồn phách vì sợ. Vì biết sắp tới đây sẽ là chuyện quỷ dị chẳng lành. Trả ra thịt cho mày, đừng bắt con tao. Tư Quyền vừa tự cắn xé mình vừa lẩm bẩm những lời ấy. Tôi nhìn xuống, hai mắt Tú Quyên thoáng long lên sòng sọc, cái cổ cứ lắc qua lắc lại một cách vô thức, chẳng màng máu chảy mà vừa nhìn tôi chầm chầm, vừa ra sức gặm mạnh túi bóc ở trong miệng, lại một màng da đầu nữa lẫn tóc bị bong ra. Lúc bấy giờ Tú Quyên mới cầm màng da đầu ướt đẫm máu của mình đưa về phía tôi rồi cười lên hình hạch. Ăn không? Điều kinh khủng trước mắt khiến tôi bàng hoàng, cứng đơ cả người, chẳng thể nhúc nhích hay làm gì nổi. Cũng chẳng biết khi nào thì tình trạng này kết thúc. Điều đó bên trong tôi vẫn vậy, vẫn cam chịu như cách tôi trải qua mọi chuyện trong cuộc đời của mình. Hy vọng rằng sự chịu đựng của bản thân có thể sớm kết thúc mọi chuyện. Không ăn đều là máu thịt còn gì. Chuyện qua rồi quên nó đi, sao lại ra nông nỗi này chứ. Tôi hít một hơi thật sâu, thực sự sâu đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang ngưng thở. Phải như vậy tôi mới có thể thốt ra những lời ấy. Thế nhưng mà khiến Tú Quyên vừa nghe xong liền phản ứng dữ dội hơn. Cái gì qua, chưa xong đâu. Sao chẳng cười ám ảnh người ta? Tư Quyền đột nhiên im bặt, cúi gằm mặt nhìn chầm chầm xuống mặt đất, nơi vũng máu của chính bản thân đang càng lúc càng lan rộng ra chung quanh. Chỗ đó cũng chảy máu rồi. Tôi lập tức đưa mắt nhìn nơi bẹn của Tú Quyên, máu chảy ra xối xả. Cả cơ thể của Tú Quyên đổ ẩm xuống bất tỉnh nhân sự, cứng đờ và lạnh lẽo. Từ bà chân bốn cẳng chạy xuống, lúc chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Tú Quyên, tôi bật khóc nức nở, không thể kìm nén lại được.
Tôi vừa đỡ lấy người của Tú Quyên rửa trên tay của mình thì Quyên đột nhiên mở mắt, nhưng một đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn tôi. Quyên mấp máy môi, tôi không nghe được âm thanh nào phát ra vì hơi thở của Quyên quá yếu, nhưng lại nghe rõ mồn một lời cầu cứu của Quyên tựa như quanh quẩn bên tai của mình. Cứu em Hai ơi. Hai là tên của tôi, kể ra thì cũng có chút buồn cười xen lẫn với chua xót. Ngày đầu sở dĩ cái tên này cho tôi là bởi lúc mẹ sinh ra, tôi là đứa thứ hai mà lại là con gái, cho nên cả nhà từ bà nội đến ba tôi chẳng ai thèm đặt tên. Tới ngày buồn phải đi làm khai sinh, không chỉ hoãn được nữa thì bà nội bảo cứ theo thứ tự mà gọi, việc gì phải mắc công nghĩ tên cho mệt. Một con vịt rời thôi tên thế nào chẳng được, dù cho tôi là con vịt rời duy nhất thời điểm đó của bố mẹ tôi. Chị gái lúc 5 tuổi ở nhà chơi với bà nội đã chẳng may ngã xuống ao rồi mất. Ngày ấy mẹ tôi còn thấp cổ bé hỏng, lại mang cái kiếp làm dâu thiên hạ. Dù ấm ức vì cái chết của đứa con gái 5 tuổi hay chẳng ưng cái tên mà người ta tùy ý đặt cho đứa con gái thứ hai mới lọt lòng của mình, nhưng mẹ cũng chẳng cách nào phản kháng được. Phần làm dâu lại còn là cãi lời cha mẹ đôi bên đi làm dâu thiên hạ, như mẹ tôi lúc ấy chỉ còn biết cam chịu mà thôi. Đằng nội đằng ngoài quay trước quay sau cũng chẳng có một nơi để về. Đưa được Tú Quyên vào viện, cả người của tôi đã dính đầy máu. Người chung quanh nghe ngại bảo tôi về thay đồ đi. Cảm thấy người của mình dính nhơm nhớp lại nồng nặc mùi tanh, cho nên tôi rảo bước rời khỏi khu vực phòng cấp cứu của bệnh viện. Thế nhưng chỉ vừa đi tới hành lang sau sảnh bên ngoài, cổ chân tôi như bị ai đó kéo lại, nặng trịch chẳng thể nhúc nhích. Không gian sảnh bệnh viện cũng quay cuồng rối ren, hai mắt của tôi chẳng còn nhìn rõ được gì. Lúc ấy tôi chỉ nghe quanh bên tai có tiếng của người thì thầm sung sướng. Mùi vị không tệ, thơm thật đấy, thứ này ngon quá. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn, nhưng hai mí mắt lại sụp xuống, không thể nào mở lên được. Tôi toát mồ hôi hột, chẳng biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Theo bản năng tôi chỉ biết bật khóc, thực sự khóc rất thảm thương. Cũng lâu rồi tôi không khóc như thể xả bỏ hết mọi nỗi uất ức dồn nén như vậy. Mãi cho đến khi tiếng còi xe cứu thương vang lên, ánh đèn nhấp nháy trên nóc chiếc xe đang dừng trước sảnh mới kéo tôi trở về thực tại. Lúc ấy một người phụ nữ gầy với gương mặt nhợt nhạt e ngại tiến về tôi, kéo tay tôi đứng dẹp qua một bên, nhường đường cho y bác sĩ đẩy cáng ra đón bệnh nhân. Cái cáng vừa được đẩy lướt qua tôi, người phụ nữ kia cũng ra sức đẩy tôi về phía cửa ra vào một cách vội vã, vừa đẩy vừa liên tục hối thúc: "Về nhà ngay đi, về nhà đi." Lúc đứng bên ngoài cánh cửa sảnh của bệnh viện, tôi quay lại thì đã chẳng thấy người phụ nữ kia đâu, nhưng có cảm giác hết sức rõ ràng. Không khí bên ngoài phòng cấp cứu thực sự rất khác, rất khác so với lúc tôi còn đứng ở trong đó. Cuối cùng thì tôi vẫn là không thoát khỏi được chuyện này, không thoát được khỏi những chuyện liên quan đến gia đình chồng tôi. Tú Quyên là cô bé nhân viên mà ngày đầu gặp mặt lúc phỏng vấn, tôi đã có cảm giác sởn da gà. Bởi vì Quyên đẹp quá, nhưng là một vẻ đẹp lạnh lẽo, loại vẻ đẹp mang đến cho người ta cảm giác cay người sợ hãi về sự quỷ dị đi cùng với vẻ đẹp ấy. Nét đẹp và sự cuốn hút của Quyên dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những điều xấu xa. Không phải chỉ có mình tôi, tất thảy nhân sự của công ty ai cũng nghĩ thế khi lần đầu tiên nhìn thấy Tú Quyên, thế nhưng lại chẳng lý do được vì sao. Tú Quyên sinh ra và lớn lên với người mẹ đơn thân của mình, mục tiêu duy nhất là đổi đời thật nhanh. Tú Quyên có dáng vẻ của một người hòa đồng, lúc nào cũng duy trì một nụ cười hiền hòa thường trực trên môi. Ai cũng sao mà giả giả, chẳng có chút chân thật nào. Đáng lẽ ra đi cùng với vẻ đẹp của Tú Quyên phải là một dáng vẻ kiêu sa, lạnh lùng, thêm một khí chất quyền lực khiến người ta phải khao khát mới đúng. Hình ảnh Tú Quyên thể hiện cứ như vậy trái ngược hoàn toàn vì mong muốn của mọi người. Thế là nghiễm nhiên bị người ta ghét bỏ. Bởi vì trong mắt của họ, Tú Quyên chỉ đang cố diễn nét ngây thơ
để cầu dẫn Kiên, em chồng của tôi mà thôi. Kiên dù bỏ học khi đang học đại học năm thứ hai, chẳng thông minh cũng chẳng có chí tiến thủ, mà chỉ hướng đến một cuộc đời hưởng thụ giàu có của gia đình mình, nhưng vẫn là viên ngọc quý được nâng niu trên tay bố mẹ chồng. Bởi vì sự chân quý ấy, Kiên luôn có bất cứ thứ gì mà cậu ta muốn. Chưa kể ngoài việc sinh ra ở vạch đích so với người khác, Kiên cũng sở hữu vẻ đẹp vô cùng khác biệt và nổi trội so với nhiều người. Nếu như đặt Tú Quyên và Kiên bên cạnh nhau, tôi thực sự rất hài lòng và mãn nguyện, vì chỉ ít trong cuộc đời tăm tối này vẫn tồn tại những con người đẹp đẽ xứng đôi đến vậy. Trong mắt hầu hết mọi người, nếu mối duyên này thành, Tú Quyên sẽ là con chuột béo bở nhất cuộc đời. Hay cho câu chuột xa chính gạo, chính là để chỉ Quyên. Tú Quyên đã thực sự trở thành con chuột xấu số đó. Tú Quyên lần đầu chạm mặt Kiên là khi quý tử của gia đình chúng tôi bị bắt từ Sài Gòn về nhà, sau khi bố mẹ chồng tôi phát hiện Kiên đã bỏ học. Sau khi bỏ học, Kiên ở thành phố làm gì thì không ai biết, chỉ biết mỗi tháng rút tiền Kiên đốt cũng đếm không xuể. Gia đình chồng tôi thực sự thuộc hạng giàu có, không đếm được của cải. Nhưng với cách ăn tiêu như vậy thì núi cũng chẳng còn. Hơn nữa bố mẹ chồng tôi là những người đi lên từ cơ cực nghèo khó, nên bọn họ rất trân trọng đồng tiền mình làm ra. Cho dù là giàu nứt đố đổ vách, họ cũng không chấp nhận hành động đốt tiền để ăn chơi phung phí của Kiên. Đối với họ, tiền có thể được đốt nhưng phải cho xứng đáng. Ví dụ như là đầu tư kinh doanh, Kiên muốn bao nhiêu cũng được. Mẹ chồng của tôi bắt đầu siết chặt chi tiêu của con trai, nhưng lại chẳng cứng rắn được bao lâu. Chỉ một cuộc điện thoại khóc lóc hứa hẹn thay đổi, vẽ hiệu vẽ vượn về một dự định kinh doanh nào đó, hay chỉ đơn giản là một tin nhắn hỏi thăm bố mẹ, diễn một nét ngoan ngoãn, Kiên lập tức có thể thuyết phục được mẹ chồng của tôi tin vào sự thay đổi của cậu ta. Tôi không ghét Kiên cũng không quá bài xích cách sống của cậu em chồng này, bởi vì suy cho cùng một cuộc sống thế nào mới là tốt, mới khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái nhất, thì chỉ có chính bạn mới biết, mới hiểu được rõ mà thôi. Với mọi người yêu cầu của Kiên, bố mẹ chồng của tôi có thể đáp ứng được. Như thế thì chẳng sao, không ai phải khổ, cũng chẳng có khó khăn gì nhiều. Về sau tôi mới phát hiện nghĩ mình đơn giản quá. Cái gì lại không có giới hạn, phước đức dùng hết rồi, tai họa sẽ ập tới. Kiên cũng không phải là ghét bỏ gì người chị dâu như tôi, nhưng mà cậu ta cũng chẳng thích thú gì khi mà người anh trai ưu tú của mình, người mà vốn dĩ kiên định để hết trọng trách nối tiếp gia nghiệp để cậu ta thành thơi bay nhảy ở Sài Gòn, người anh ấy lại cưới về một người phụ nữ hết sức bình thường và có chút tầm thường, nhàn nhạt đến người ta khó chịu như tôi. Cũng đúng, thi thoảng có những khi soi gương, tôi cũng tự hỏi vì sao sự bình thường này lại lọt vào mắt xanh một đại thiếu gia như là Danh, người chồng không sở hữu vẻ ngoài điển trai cuốn hút như đứa em nức tiếng của mình, nhưng lại mang một nét gai góc đàn ông để mê lực. Tính ra thì anh em bọn họ chính là một chín một mười, đều là những người được ông trời ưu ái cho rất nhiều thứ. Không để tôi phải sống trong sự thắc mắc nghi hồ này quá lâu, chỉ vài tháng sau khi cưới, tôi đã phần nào biết được lý do. Lúc biết được sự thật, chẳng hiểu sao tôi cũng chỉ tặc lưỡi một cái. Không ngờ loại chuyện tưởng chỉ có trong sách vở, tiểu thuyết phim ảnh này cũng có thể xảy ra trong đời thực, mà lại còn rơi trúng đầu của một đứa như tôi. Kể ra thì từ ngày Danh bất chấp tất cả mà cưới tôi về nhà, ngoài việc giúp phụ giúp kinh doanh cho gia đình này, tôi cũng chưa giúp ích được gì nhiều. Sau khi túm cổ Kiên từ Sài Gòn về quê, mẹ chồng tôi đã mở cho cậu ta một công ty vận tải riêng, nhập về 30 chiếc xe lớn nhỏ, rồi tiến hành tuyển dụng thuê tài xế. Mỗi loại xe nhập về vài chiếc, xe hơi hạng sang, hạng trung, hạng rẻ hay bán tải, tải lớn. Cả khe sách cũng nhập về để đó vì phương án kinh doanh chưa có, nhưng mẹ chồng tôi hy vọng rằng những chiếc xe ấy sẽ gây áp lực lên Kiên, buộc cậu em chồng này của tôi phải làm gì đó.
Nói là công ty vận tải nhưng rất nhanh bị Kiên đổi thành tụ điểm chơi xe của những đứa trẻ con nhà giàu như Kiên. Kiên thẳng tay loại bỏ những chiếc bán tải hay dòng xe thường, thay vào đó nhập về kha khá siêu xe. Nói là để cho thuê, không cũng sinh lời rồi. Sinh lời hay không thì tôi không biết, nhưng chức nào chức nấy đều phải qua tay của Kiên. Chán chê rồi cậu ta mới cho trưng bày ngoài showroom. Do vậy thì cũng chỉ được một thời gian ngắn, Kiên không còn hứng thú với những chiếc xe đó nữa, lại càng chẳng để tâm đến chuyện kinh doanh. Bố mẹ chồng của tôi không tin tưởng giao nó cho người ngoài. Nhà chồng tôi đã hình thành quy mô công ty gia đình từ lâu, nhân sự chủ chốt cũng chỉ toàn là người trong nhà, nên đúng ra thì là những người già ở trong nhà. Thật đầu nhìn thấy điều này có vẻ bình thường, thế nhưng hóa ra không phải vậy. Lúc mới tìm nhân sự cho vị trí lễ tân, bởi vì nghĩ mô hình công ty là kiểu công ty gia đình, mà ở quê người ta rất thích cho con em làm trong công ty của người nhà, nên tôi hớn hở tìm người trong họ hàng của nhà chồng. Nhưng kỳ lạ, không tìm ra được một người trẻ trong độ tuổi 20 đến 30 nào chịu nhận việc cả. Chính xác thì khi ấy chúng tôi cần một cô lễ tân xinh đẹp trẻ trung cho trụ sở công ty của gia đình. Người mà trong nhà trong họ ruột thịt và trực hệ với nhau lại tìm mãi chẳng có. Mà nếu có thì cũng đều đã chạy ra nước ngoài định cư từ nhỏ. Những người còn lại dù trong họ gần hay xa, hoặc là sinh sống và làm việc ở thành phố khác, hoặc là thẳng thừng từ chối, xua đuổi đề xuất công việc của tôi. Việc này khiến tôi có chút ngỡ ngàng, không thấy có chút bị đả kích. Vì không hiểu sao người trong họ lại tránh gia đình chồng tôi như tránh tà như vậy. Các cụ có câu, một người làm quan cả họ được nhờ. Thường thì một người giàu có trong họ phải là đối tượng được cả họ yêu mến, trọng vọng, muốn làm thân mới đúng. Sao tất cả ngược lại với gia đình chồng tôi vậy? Bảo sao mà ngày đám cưới, người trong họ tất cả đều cũng chỉ tới có mặt. Có người ở lại ăn tiệc, có người thì bỏ bao thư vào thùng uyên ương rồi nhanh chóng rời đi. Ai nấy đều vội vã một cách khó hiểu. Có lúc tôi còn thấy họ len lén nhìn mình với ánh mắt đề phòng. Cho đến khi tôi nhận ra sự khó hiểu này thì tôi đã bước chân vào trong vũng bùn. Mà lần này mẹ chồng của tôi nói với tôi khi tuyển người, sở yếu lý lịch không cần trình bày rõ kinh nghiệm làm việc hay là bằng cấp gì. Ứng viên chỉ cần để lại ngày giờ năm sinh và một hình chân dung không qua chỉnh sửa là đủ. Ai không có giờ sinh chính xác thì không cần phải nói chuyện tiếp nữa. Ứng viên qua đường vòng tuyển kỳ lạ này sẽ bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp với tôi, sau đó gặp mẹ chồng tôi rồi mới biết có thể nhận vào làm việc chính thức hay không. Thời gian đầu có nhiều người chẳng hiểu nổi cái cách phỏng vấn kỳ lạ này. Họ sợ nên thành ra bỏ cuộc hết. Người thì chạy mất dép sau khi gặp mẹ chồng tôi, người thì bỏ ngay khi nghe được về gia đình của tôi. Phải nói là nhà chồng tôi giàu, nhưng mà chẳng hề săn đón được mọi người như vẫn nghĩ. Mà ngược lại gia đình chồng tôi bị người ta xa lánh và e sợ ở địa phương. Cả một nhà sống trong cái biệt thự lớn, không giấu giếm gì cả, nhưng chẳng ai dám lại gần, cũng chẳng ai thèm quan tâm. Mấy con người cứ như vậy cô độc trong căn biệt phủ của mình. Ban đầu tôi không hiểu, nhưng về sau có rất nhiều chuyện đã giúp cho tôi tỉnh ngộ. Thời gian mới về làm dâu, cuộc sống căn biệt phủ ấy thực sự khiến tôi ngột ngạt, bí bách đến mức phát điên. Tôi cứ trách cứ danh vì sao lại cưới tôi về rồi nhốt tôi trong một cái lồng sơn son thiếp bạc như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối, danh cũng chỉ kiên nhẫn xin lỗi. Mà nói đúng ra là vì tôi về đây để làm việc thế chỗ cho danh, để danh được tự do bên ngoài, sống cuộc đời của mình mà không phải về nhà. Chứ thực tế tôi đâu phải về nhà danh làm vợ làm dâu. Bởi vì danh chưa từng chạm vào tôi, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tức là quen đến khi cưới. Chúng tôi chưa đi quá một lần giới hạn. Ngoài trừ chuyện đó ra thì danh đều hết mực yêu thương chiều chuộng, nâng niu tôi trong tình yêu mơ hồ này. Tôi lại không phải là người yêu nhiều hay đòi hỏi gì, nên dễ dàng chấp nhận tình yêu ấy, không hoài nghi, không lo sợ.
Tôi thực sự đã có khoảng thời gian được bình yên và được yêu thương. Sau đám cưới khi không có được đêm tân hôn như người ta vẫn nói, tôi lại giấu đi cái vẻ thẹn của người con gái mà hỏi Danh vì sao lại như vậy. Vì Danh không có tình cảm với tôi, hay là vì tôi không xứng đáng, không đủ hấp dẫn với Danh? Câu trả lời là tại anh, em đừng có nghĩ nhiều. Tôi cũng từng phản kháng, nhưng sau đó những điều nhận được từ gia đình nhà chồng, mong muốn được chăm lo cho mẹ và sự hào nhoáng phù phiếm mà làm việc dâu hào môn mang lại đã khiến cho tôi ngậm miệng và chấp nhận rất nhiều việc không như ý của mình. Tính ra thì tôi và Tú Quyên đều có cùng khao khát. Về sau này tôi quyết định rời đi vì sự dịu dàng và những nỗi tiếc của Danh lúc cuối đời. Sau khi cưới, Danh chỉ ở nhà với tôi đúng một tháng, mà lần ở nhà này cũng chỉ là để che mắt mọi người, để không ai nói ra nói vào được gì, để tôi có chút danh phận ở nhà hào môn. Sau đó thì Danh lên Sài Gòn sống một mình trong một căn chung cư cũ. Thi thoảng tôi lên thăm và ở lại cho giống một cặp vợ chồng trẻ mặn nồng. Khu chung cư Danh sống rất cũ, nó giống như một tàn tích giữa thành phố Hoa Lệ và giữa khối tài sản đồ sộ của gia đình Danh. Dù cho mọi người có nói thế nào, bố mẹ chồng có dùng biện pháp mạnh ra sao, Danh cũng không nhận dù chỉ là một đồng tiền chu cấp từ bố mẹ. Mà chuyện không nhận chu cấp này ngày đầu cũng mới xảy ra gần đây, sau khi người vợ đầu của Danh tự tử. Còn ngày trước Danh không từ chối những đồng tiền từ gia đình mình như vậy. Sau cái chết của người vợ đầu, Danh trở thành một con người khác. Đó chắc hẳn là một cú sốc lớn, lớn đến nỗi hạ gục một người đàn ông vốn hiên ngang với trời đất như Danh. Còn có lúc tôi tự ái thấy tổn thương vì xem ra mình chẳng còn có sức nặng bằng một người đã khuất. Nhưng mà dù cho có gặng hỏi bao nhiêu lần, Danh và những người chung quanh đều chẳng mảy may hé răng nói cho tôi một chút chuyện ngày trước. Dần dần thì người kể cho tôi tất cả lại là người mà tôi không ngờ đến nhất. Người vợ đầu của Danh, người đã tìm gặp tôi ngay đêm đầu tiên sau đám cưới. Đi đi, cút đi. Người vợ đầu đó cứ như vậy bất thình lình xuất hiện, không báo trước, không dọa dẫm, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào giường của tôi và Danh mà đuổi tôi đi. Sau cuộc chuyện trò dài của đôi vợ chồng mới cưới, tôi gối đầu lên cánh tay của Danh mà ngủ thiếp đi. Giữa đêm còn bị đánh thức bởi tiếng khóc oe oe của trẻ con. Vừa mở mắt thì thấy người vợ đầu tiên của Danh đã đứng ở cuối giường. Cô ấy chỉ chằm chằm nhằm vào tôi, ánh mắt không mang theo oán hận hay hằn học ghen ghét như tôi nghĩ, thế nhưng lại luôn miệng đuổi tôi. Cút, mau cút đi. Thấy tôi run rẩy cả người, cô tôi thực sự đã run bần bật. Thì lúc ấy tôi vẫn chưa biết gì về người vợ đầu tiên này cả. Sao vậy? Danh siết chặt cánh tay của tôi rồi ôm lấy tôi, nằm gọn trong vòng tay của Danh. Trái tim tôi mới đập bình tĩnh trở lại. Có người đứng ở cuối giường. Danh sẽ chồm người dậy, búng tay ra hiệu cho đèn bật sáng. Phía cuối giường chẳng có gì cả. Chắc em mệt cho nên mơ mộng linh tinh. Không có gì đâu, em ngủ đi. Danh vừa định ra hiệu tắt đèn thì tôi ngăn lại. Tôi biết cảm giác chân thật ban nãy không thể nào là một giấc mơ. Nhìn cái lắc đầu kiên định của tôi, Danh mỉm cười dịu dàng. Được rồi, thế để đèn ngủ nhé. Nằm trong lòng của Danh, tôi đắn đo mãi, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhà mình có ai chết trẻ phải không? Nhịp thở của Danh dường như càng lúc càng nhanh hơn, dồn dập hơn. Những ngón tay của Danh cũng vô thức siết chặt bấu xuống cánh tay của tôi. Không có ai cả. Câu trả lời với nhịp điệu nhanh này đã tố cáo Danh. Mỗi khi nói dối, Danh nói rất nhanh để che giấu đi sự bối rối của mình. Anh đã hứa là mình sẽ thành thật với nhau cơ mà. Em biết những gì em vừa thấy. Anh nói cho em biết đi. Em muốn nghe anh nói gì? Nói điều em muốn nghe. Điều em muốn nghe không có thật. Em bảo anh nói thế nào? Thế sự kiên quyết trong giọng nói của Danh, tôi cũng không ép thêm.
Tôi không muốn đêm tân hôn của mình lại thảm bại nữa. Đêm ấy tôi bị tác động để tỉnh giấc đến mấy lần. Mỗi lần đều thấy người phụ nữ đó đứng phía cuối giường, kiên trì dùng một thái độ đó để đuổi tôi đi khỏi đây. Hôm nay trước giờ ăn sáng tôi mới biết người phụ nữ đó là châm vào đầu của Danh. Lảo đảo rời khỏi phòng bếp, tôi thấy mình thở không nổi. Cảm giác tức nghẹn lên lồng ngực khiến mọi thứ đã mở đi trước mắt của tôi. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ ở phía tây khu biệt phủ, không phải căn phòng tân hôn đêm qua nữa. Danh đứng dựa người vào cửa dẫn ra ban công đang hút thuốc, dáng vẻ trầm tư. Bồn bề suy nghĩ gì đó lâu rồi mới dừng lại. Thấy tôi đã tỉnh, Danh vội vàng rụi thuốc dưới chân rồi rảo bước về phía của tôi. Em thấy sao rồi? Ở đây, ở nhà của anh, có người đó. Rõ ràng là người đó còn ở đây. Sao anh không nói với em? Danh thẳng thốt nhìn tôi, dáng vẻ thực sự làm tôi không hiểu tôi đang nói gì cả. Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến tôi càng khiến tôi muốn phát điên. Anh tính giấu em đến khi nào? Hay là anh vốn không có ý định đăng ký kết hôn với em? Nói đến đây thì Danh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn tôi rất lâu mãi mới lên tiếng. Chầm mất lâu rồi, mẹ không muốn anh nhắc tới. Đây là điều duy nhất anh làm được cho mẹ. Mẹ chồng của tôi muốn giấu chuyện này, nhưng mà vì sao phải giấu? Tôi thực sự không hiểu. Chẳng lẽ tất thảy mọi người đều cảm thấy châm như vậy, nhưng chẳng ai làm gì, cứ để cô ấy ở đây? Mọi người trong nhà đều thích cô ấy. Trước câu hỏi của tôi, Danh lắc đầu. Không phải lúc nào cũng thấy. Cũng lâu rồi mọi người đều không thấy nữa. Vậy cô ấy không muốn em ở đây? Tôi lẩm bẩm không biết đang muốn nói với Trâm, với Danh hay là chính nói với mình. Trong đầu của tôi lúc ấy xuất hiện ý nghĩ rời đi. Thế nhưng mà hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi mới chỉ vừa bắt đầu, chỉ vừa tốt hơn một chút. Sao tôi lại gặp chuyện này chứ? Có thể cô ấy đang ghen, nhưng nếu yêu Danh, cô ấy phải để Danh được hạnh phúc. Không thể nào cấm cản Danh sống tiếp, xây dựng một gia đình mới. Trâm niệm lớn như vậy, lại biết rõ cô ấy đang ở trong nhà, tôi thật sự không hiểu vì sao gia đình chồng mình lại chẳng làm gì. Họ hoàn toàn không cố gắng tìm cách, không làm gì cả. Ngay cả một buổi lễ cầu siêu cũng không. Người giúp việc trong nhà nhỏ to với nhau, kể từ lúc những chuyện quái dị trong nhà ít xảy ra hơn, thậm chí có thời gian biến mất hẳn, ông bà chủ không còn cúng bái gì nữa. Nhưng lễ đã làm trước đó thực sự lớn lắm. Sau đó cái lễ to mà gia đình nhà tôi làm chấn động cả một vùng. Cũng chính vì vậy mà người ta xì xầm to nhỏ về gia tộc vận tài giàu có mà quái dị. Người thì cho rằng bố mẹ chồng tôi làm lễ lớn để kinh doanh, để dùng thần linh chấn áp đối thủ. Có người lại cho rằng hồn ma của con dâu mãi không chịu rời đi, mà ở đó ám cả nhà mất ăn mất ngủ, nên bố mẹ chồng tôi phải chi bạc tỷ để mời thầy pháp về bắt nhốt người con dâu quậy phá đó lại. Một đồn mười, mười đồn trăm. Có lẽ vì vậy mà người ta né tránh việc phải tiếp xúc với gia đình chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi là những lão làng trong ngành vận tải liên tỉnh. Cả hai người đều đi lên từ bàn tay trắng. Thế nên tôi thực sự rất nể phục sự kiên cường của họ. Dù cho không sở hữu những văn bằng cao cấp chuyên sâu hay là kiến thức vĩ mô vĩ đại về kinh tế, nhưng bố mẹ chồng tôi là có một sự nhạy bén trong việc đi đầu, len lỏi vào những phân khúc thị trường mà chưa một ai nghĩ tới. Sự liều lĩnh đầu tư dám nghĩ dám làm ở thời điểm ngành vận tải còn sơ khai, còn chưa phát triển như bây giờ, cùng với những mánh khóe mà cả mồ hôi, nước mắt, giúp cho bố mẹ chồng của tôi gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Dù cho hiện tại thị trường vận tải không còn màu mỡ nhiều như trước nữa, thế nhưng bố mẹ chồng tôi đã kiếm được quá đủ từ nó rồi. Bạn bè nhìn vào mà nói với tôi, với khối tài sản như vậy và sự thờ ơ của Danh với sản nghiệp của gia đình, tôi phải cẩn thận nếu không muốn trắng tay. Tôi thì không nghĩ như vậy.
Tôi nghĩ mình phải biết đủ để gặp bố mẹ chồng, cũng là những người biết điều. Bọn họ không hẳn là người tốt, cũng không hẳn là Bồ Tát cứu thế, nhưng bọn họ khá sòng phẳng với tôi. Việc tôi có khiếu quản lý chuyện kinh doanh của gia đình bọn họ đều nhìn thấy và ghi nhận, thậm chí trả công xứng đáng cho những đóng góp ấy. Vậy nên lần này công ty mới mở ra cho Kiên, họ cũng để tôi là người phụ trách cùng Kiên đi gây dựng. Họ hy vọng Kiên đi với tôi sẽ học được cái gì đó. Thời gian chúng tôi bắt buộc phải kết hợp với nhau diễn ra êm xuôi mà không gây ra bất cứ một thất bát nào quá lớn. Tôi không mong cậu ta giúp ích được gì, chỉ mong cậu ta không thêm việc cho tôi. Còn Danh thì cũng chỉ mong sống yên ổn, không nhắc lại chuyện cũ liên quan đến Trâm, cũng đừng tò mò về những chuyện làm ấy. Đã giống như là một mệnh lệnh, lần đầu tiên Danh nói với tôi bằng một giọng điệu bực bội, do yêu cầu tôi tuyệt đối phải tuân theo như vậy. Cơ may là từ những ngày sau, mỗi người nhường nhau một chút, tôi chuyển qua căn phòng khác để ngủ. Có lẽ đã đuổi được tôi ra khỏi căn phòng kỷ niệm của hai vợ chồng họ trước đây, nên Trầm không xuất hiện vào ban đêm mà hù dọa tôi nữa. Còn chuyện tình cảm của Tú Quyên và Kiên thì rất nhanh đã trở thành giai thoại mới ở chỗ từ lúc bấy giờ. Một đám cưới trong mơ cũng nhanh chóng được tổ chức. So với đám cưới của tôi và Danh lúc trước, thì đám cưới của Kiên và Quyên lớn hơn gấp nhiều lần. So với tôi, bố mẹ chồng tôi nhiệt tình đón nhận Tú Quyên hơn rất nhiều, rồi cũng chẳng có chút nào môn đăng hộ đối. Thậm chí là xét về khả năng làm việc hay hỗ trợ cho công việc kinh doanh của gia đình, thì Tú Quyên chẳng thể nào sánh được với tôi. Thôi thì những gì không lý giải hay thay đổi được thì mình đổ cho số vậy. Vào đêm trước ngày cưới, Tú Quyên đột nhiên mất tích và được tìm thấy ở bãi xe lớn trong tình trạng ngây ngốc không tỉnh táo, bên dưới gốc cây hoa gạo. Có người nghĩ Tú Quyên phê thuốc, có người bị bảo ma nhập. Mà ngay khi Tú Quyên quay sang nhìn tôi, thì tôi biết đôi mắt vô hồn kia không phải là Tú Quyên. Đôi mắt đó vô cùng quen thuộc. Tôi bất giác lạnh người vì ý nghĩ người vợ đầu đó đã trở lại. Rốt cuộc thì cô ấy muốn làm gì đây? Sự việc của Tú Quyên khiến cho những người chung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Cũng kể từ lúc ấy, tôi nghe ngóng thêm được nhiều chuyện ngày trước hơn. Lúc ở bãi xe vừa thấy tôi, Tú Quyên liền vò đầu vứt tóc cho rối bù lên, rồi thê thê cười một cách chói tai, làm cho đám người vây quanh phải giật ra vì khiếp đảm. Bãi xe lớn là nơi tập kết xe của toàn bộ hệ thống vận tải nhà chồng tôi. Cả bãi xe đó tôi thực sự rất ít khi lui tới, vì lần nào đến cũng cảm thấy gai gai người, bồn chồn khó chịu. Dù rằng bãi xe được đánh giá là có view rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể biến nó thành một cái tiệm cà phê chiêu chiêu để mà kinh doanh kiếm lời. Bởi vì ở đó có một cây hoa gạo được xếp vào hàng đại thụ, thân cái cây đó dễ phải tới 3-4 người ôm mấy hết. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cây hoa gạo đó đã rất lâu đời, cằn cỗi chẳng có chút sức sống nào. Thế nhưng kỳ lạ, năm nào nó cũng ra hoa, cả một cái cây cổ thụ như củi khô, không có chút sức sống như vậy mà lại nở hoa đỏ rực cả một góc trời. Cứ mỗi mùa hoa gạo là bãi xe nhà chúng tôi lại nhốn nháo dòng người xếp hàng để đợi được vào chụp ảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc đỏ của những bông hoa gạo thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Vì cảm quan cá nhân của mình, tôi nỡ hắt hồi xa lánh một khung cảnh tuyệt vời như vậy. Thế nhưng rất nhanh sau đó tôi buộc phải tin vào trực giác nhạy bén của bản thân. Cây hoa gạo đó thực sự rất kỳ lạ. Nó như nở hoa rực rỡ, gần như toàn bộ nụ hoa đều xuất đậu và trở thành những bông hoa chín mùi khoe sắc. Giai đoạn rực rỡ nhất ấy vậy mà được duy trì trong 49 ngày, không hề có sự suy giảm như lẽ tự nhiên thường tình, không vượt lên cả quy luật tồn tại tự nhiên vốn có của nó. Điều này thì vẫn có thể tạm chấp nhận được. Thi thoảng vẫn sẽ có những sự vật hiện tượng mà mình không thể nào lý giải được. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi, không có gì quá kỳ quái hay đáng sợ. Vấn đề là mỗi lần tới đó nhìn lại cây hoa gạo ấy một lần nữa, tôi lại càng thấy nó lạnh lẽo đáng sợ. Cứ như thể sự ghê sợ tăng dần theo thời gian,
ghim chặt lên những bông hoa đỏ rực, giống như là máu tươi kia vậy. Chúng rực rỡ nhưng lại mang theo hơi lạnh khiến tôi gai cả người. Chẳng ai để ý, những người lui tới hiện giờ chỉ toàn là những người ở xa cất công tìm về. Bọn họ chỉ chăm chăm chụp hình cho kịp trước thềm hàn những bông hoa gạo kia tàn. Vẻ đẹp hoành tráng thu hút cây hoa gạo biến mất khi những bông hoa trên cây héo tàn. Nhưng chẳng ai biết đến cách nó tàn cả. Hết thời hạn 49 ngày, những bông hoa ấy đồng loạt rơi xuống cùng một lúc, không héo mà rụng. Chúng cứ như vậy rơi xuống đường, lúc từng cánh hoa còn tươi và rực rỡ nhất, nhưng rồi lại thối rữa gần như ngay lập tức. Chính vào khoảnh khắc rơi xuống chạm vào đất, màu đỏ rực liền biến thành đen ngòm, bồng nhùng bầy nhầy để quanh gốc cây. Quản lý bãi xe sẽ thuê người dọn dẹp, mỗi lần như vậy cũng tốn cả mấy chục triệu. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng chẳng hiểu sao, những bông hoa gạo đó một khi đã rụng xuống thì lập tức thối rữa một cách khủng khiếp như vậy. Chúng là thực vật nhưng lại phân hủy giống như là động vật vậy. Mùi hôi thối quanh cây gạo lúc ấy thực sự rất kinh khủng, và để dọn dẹp chúng cũng chẳng có gì dễ dàng. Gia đình chồng tôi không thiếu tiền, cũng chẳng có lý do gì để những thứ thối rữa ấy làm ảnh hưởng đến bãi xe. Chi tiền, thậm chí chi nhiều tiền cho việc dọn dẹp là điều dễ hiểu. Thế nhưng điều kỳ quái hơn là, sau khi loạt hoa đỏ rụng xuống, cây gạo ấy đã tiếp tục đợt hoa màu trắng. Điều mà lẽ ra chỉ có và chỉ có thể có trên một cây hoa gạo khác, chứ không phải là trên cùng một cây như vậy. Chu kỳ của hoa gạo trắng cũng giống như hoa gạo đỏ, đủ 49 ngày khoe sắc thì đồng loạt rụng xuống gốc và thối rữa. Thế nhưng lạ là số người nhìn thấy sự tồn tại của những bông hoa gạo ấy ở thời điểm 49 ngày là không nhiều, nghĩa là không phải ai cũng thấy. Tôi thực sự nghĩ cây hoa gạo trong bãi xe nhà chồng tôi là một cây cây bị ma quỷ ám, hoặc có khi nó là một cây nhà chứa vong cũng nên. Cây cây đó thực sự đã thành tinh rồi, chứ chẳng thể nào lý giải được vì sao nó lại tồn tại một cách phi tự nhiên như vậy. Tôi cũng cảm thấy rợn rợn. Mỗi lần đứng dưới gốc cây là mỗi lần ớn lạnh cả sống lưng. Đứng lâu sẽ thấy lạnh toát một cách kỳ quái. Bây giờ những người không thấy thì chẳng quan tâm, còn số ít người thấy thì họ chọn cách im lặng, mặc kệ hoặc là chỉ nhìn vào vẻ đẹp của nó lúc rực rỡ mà thôi. Ai cũng chỉ tới xếp hàng vì chụp ảnh, không ai tò mò ngay nhắc tới mấy cái chuyện kỳ quái của cái cây ấy nở hai cái cữ dài hơn bình thường. Mỗi cữ một màu và cái cách nó lụi tàn chẳng giống bất cứ loài thực vật nào trong tự nhiên. Cũng không ai để ý đến cái nhìn e dè ái ngại của những người sống gần bãi xe, bởi vì những người kiên nhẫn đứng đợi chụp hình là những người từ nơi khác cất công đi một chuyến tới. Lúc được tìm thấy, tôi quên đang đứng ngây ngốc dưới gốc cây mà nhìn lên những cành cây khẳng khiu phía trên, nơi đang trèo cái váy cưới mà tú quyên sẽ mặc cho hôn lễ của mình. Chẳng biết vì sao cái váy lại bị treo lên ấy, cũng chẳng biết vì sao tú quyên lại thất thần như vậy. Tú quyên được đưa về nhà không phản kháng, chỉ gầm gừ nhìn về tôi với đôi mắt càng lúc càng không giống mắt con người. Tôi giật mình trấn tĩnh bản thân, không thể nào đôi mắt của một người lại bị biến đổi như vậy. Chắc chắn là do tôi hoa mắt, hoặc do trí tưởng tượng phong phú của tôi từ khi gặp Trâm lại nghe ngóng được mấy chuyện kỳ quái xảy ra ở nhà chồng từ trước khi tôi về làm dâu. Cũng chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy. Bây giờ tôi phải tập trung lo chuyện đám cưới cho em chồng đã. Tôi nhờ người lấy cái váy cưới xuống, mẹ chồng tôi không cho Tú Quyên mặc nữa mà kêu người mang tới một chiếc váy khác. Cái váy đó chẳng biết xử lý thế nào nên tôi bỏ vào trong tủ trong nhà kho ở bãi xe. Cả bảo vệ trẻ ở bãi xe cũng nhanh nhẹn cho tôi xem máy quay, nhưng những hình ảnh trước khi cái váy cưới được treo lên ngọn cây thì chẳng thể nào xem được. Bằng một cách thần kỳ nào đó, phần hình ảnh được lưu trữ trong thời gian đó bị hỏng. Nó như là một thước phim bị ám, cả một khoảng thời gian chỉ phát ra mấy tiếng xì xào như là tiếng radio mất sóng. Màn hình cũng không hiển thị được gì
ngoài một loạt sóng ngang sóng dọc nhấp nháy liên hồi. Máy quay chỉ ghi lại được khoảnh khắc Tú Quyên đi chân trần lững thững bước tới, đứng dưới gốc cây hoa gạo nhìn chằm chằm xuống vần rễ cây rất lâu, rồi lại ngước nhìn lên ngọn cây. Cứ đứng sừng sững như vậy cho đến khi được tìm thấy, hoàn toàn không nhúc nhích hay có bất cứ một hành động nào dù là nhỏ nhất. Ngoài việc ngúc ngắc cây cổ, ngước lên ngước xuống thay đổi hướng nhìn của bản thân. Mọi người đưa Tú Quyên về trước để kịp chuẩn bị cho đám cưới. Sau khi lấy cây váy từ tay chú Dinh, chú bảo vệ đã lớn tuổi của bãi xe, tôi bỏ nó vào kho chứa đồ nằm sâu phía cuối bãi rồi nhanh chóng rời đi. Dù có cố gắng nhanh nhất có thể, tôi vẫn là người về sau cùng. Lúc đi ngang qua cây hoa gạo, vẫn là cái cảm giác ớn lạnh cả sống lưng ấy. Lần này tôi còn nghe thấp thoáng có tiếng gọi mẹ ơi. Phải mấy bận lận, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Bãi xe vắng hoè vốn không có người, lại càng không có trẻ con ở đây. Giận người toàn thân tôi đã nổi cả gai ốc. Tôi dạo bước nhanh chóng rời khỏi đó. Vừa về tới nhà thì lại nghe mọi người nhốn nháo. Nghe nói Tú Quyên đang là hét ầm ĩ bên nhà kia. Tinh thần có vẻ hoảng loạn. Cái váy cưới treo trên cây gạo vốn đã bị tôi bỏ vào nhà kho ở tận ngoài bãi xe, thế nào mà lại xuất hiện bên nhà đó, lại còn bị nhuốm màu đỏ tươi của máu. Từng giọt máu nhỏ chảy ra từng cái váy ấy, đích thị là máu, nhưng là máu người hay máu động vật thì không ai dám khẳng định. Mọi người ai nấy đều sững sờ quay sang nhìn tôi. Vợ thằng Danh làm cái chuyện đó hả? Ghen tức gì thì cũng đừng có chữ ác chứ vậy con. Tôi vừa về tới thực sự là không hiểu gì cả. Danh kéo tôi vào trong phòng, mẹ chồng tôi đã đợi sẵn, sắc mặt của bà tối sầm. Có phải con làm cái trò này không? Tôi bị oan thực sự là tức lắm, nhưng vẫn kìm mình lại nhẹ giọng. Con vừa mới từ bãi xe về, cái váy đó chính tay con bỏ trong kho ở ngoài bãi xe. Con chẳng hiểu chuyện gì cả. Ngần ấy thời gian, hay làm sao làm kịp tất cả những chuyện này, rồi còn ông Dung đi về đây được chứ? Dành đứng bên cạnh sốt sáng lên tiếng. Sau cùng tôi bị đuổi ra ngoài, còn mẹ chồng tôi ở lại nói chuyện gì đó với Dành. Một lúc sau Dành ra khỏi phòng, dẫn tôi chạy qua nhà bên kia. Tôi bị buộc phải nhận trọng trách trấn an được Tú Quyên, bởi vì cái váy ấy tôi là người cuối cùng chạm vào nó. Lúc tôi xuất hiện, Tú Quyên dường như ổn định hơn, đang ngồi trước bàn trang điểm để cho mấy người thợ trang điểm. Không để cho tôi lên tiếng, chú Quyên đã chủ động. Cái váy đó chỉ có thực sự bỏ trong kho ở bãi xe. Chắc chắn chính tay chị đã bỏ vào trong tủ trong kho rồi mới về mà. Lúc ấy tôi còn trả lời hết sức chân thành, chưa hiểu được sự hằn học nghi hoặc trong câu hỏi của Tú Quyên. Lấy gì để chứng minh? Tôi xứng người trước câu hỏi chất vấn này, cũng nhất thời không biết phải nói sao, lại càng chẳng hiểu vì sao mình phải chứng minh, nên lúc ấy chỉ biết đứng ngây người ra. Cái váy cưới đó là đồ thiết kế riêng, vốn dĩ chỉ có một cái duy nhất. Nếu chị thực sự bỏ nó vào kho, sao nó xuất hiện ở đây? Nếu chị là tôi, chị có tin không? Tú Quyên vẻ hằn học lắm, bực dọc chất vấn. Còn tôi càng lúc càng thấy mệt hơn với cái nhà này. Nhưng tôi cũng không phải là kiểu người dễ bắt nạt, lại càng không để cho ai vô duyên vô cớ bắt nạt. Thế em có muốn ra kho kiểm tra với chị không? Trước câu hỏi của tôi, hình như Tú Quyên đã thoáng rùng mình. Nó đích thị là một cái rùng mình ớn lạnh, một nỗi sợ nào đó vừa chạy xẹt ngang qua. Tú Quyên siết chặt hai tay rồi gằn giọng. Cùng đi làm dâu, mong chị sau này đừng có làm mấy cái chuyện ghen ghét như vậy. Chung sống hòa bình với nhau thì tốt cho cả hai bên. Tôi cười nhạt rồi rời khỏi đó. Chẳng biết trong đầu mọi người nghĩ gì, lại cứ nghĩ do tôi ghen ghét đố kỵ. Cũng có phải kiếp chung chồng đâu, thời đại nào rồi tôi cũng không cần phải làm như vậy. Câu mày sau đó đám cưới diễn ra suôn sẻ. Mà sau đám cưới rõ ràng Kiên phải đi hưởng tuần trăng mật, chuyện của công ty lại đổ hết lên đầu của tôi. Cũng trong thời gian Kiên và Tú Quyên đi tuần trăng mật, chỉ sau cái đám cưới mấy ngày thì chú Dinh chết. Chú Dinh chính là người bảo vệ lớn tuổi của bãi xe hôm ấy, giúp tôi lấy cái váy cưới xuống khỏi cây gạo. Chú gặp tai nạn rồi chết.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà giữa đêm chú lại xách xe máy chạy ra ngoài. Chạy tới quốc lộ thì tông trực diện vào một xe cứu thương đi ngược chiều. Không chết tại chỗ. Người ở đó bảo chú Dinh nằm trên đường trong tình trạng ngấp ngoái. Chính là kiểu còn nước còn tát. Nếu có thể đưa đi viện lúc ấy thì tốt, biết đâu lại cứu được. Thế nhưng giữa đêm đợi được xe cứu thương tới thì người đã chẳng còn nữa. Mấy người có mặt lúc bấy giờ bảo cả chú Dinh và cả bọn họ đều bất lực nhìn cái xe cứu thương bị tông móp đầu. Hỏng hóc có lẽ không nghiêm trọng, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lại không nổ được máy, thế nên không đưa người đi cấp cứu được. Có lẽ là số, ai cũng chỉ có thể lắc đầu bình phẩm một câu vô thưởng vô phạt như vậy. Chú Dinh trước là lái xe cho bố mẹ chồng tôi. Nghe nói là chú gắn bó từ những ngày đầu bố mẹ chồng tôi gây dựng cơ nghiệp. Bố mẹ chồng tôi cũng không bạc đãi chú, nhưng cũng chẳng hiểu sao, chỉ sau một đêm chú Dinh liền không làm lái xe nữa. Bố mẹ chồng tôi mời về làm quản lý nhóm tài xế cũng không chịu, chỉ cả ngày đi lang thang trong khu. Gia đình vợ con thấy thế thì dắt díu nhau đi đâu cả, bỏ lại một mình chú. Bố mẹ chồng tôi thương để chú về làm bảo vệ của bãi xe, xây cho chú một cái bút bảo vệ đầy đủ tiện nghi như một cái nhà nhỏ để chú có chỗ ở. Vào cái ngày tìm thấy Tú Quyên dưới gốc cây gạo ở bãi xe, vốn dĩ tôi không định nhờ một người lớn tuổi như chú Dinh leo lên cây hay là tìm cách lấy cái váy xuống. Nhưng mà lúc ấy chẳng hiểu thế nào, chú lại nằng nặc đòi tự mình phải lấy cái váy đó xuống cho tôi. Ai có mặt ngăn cản cũng không được. Hễ ai nói gì chú đùng đùng tức giận hét vào mặt của người ta: mấy người thấy chết mà không cứu sao hả? Chẳng ai hiểu gì cả. Vì cái chuyện lấy cái váy xuống được hay không, không nghiêm trọng đến thế, không liên quan gì đến sống chết. Dù sao thì cô dâu cũng sẽ mặc cái váy khác, cái này cũng bỏ xó mà thôi. Chỉ có điều để nó cho lùng lẳng trên cây thì hơi kỳ, lại khiến cho người ta rợn rợn mà sợ vẩn vơ, nên mới cho người lấy xuống. Mà cũng lạ, chú Dinh đứng dưới gốc cây, đứng một lúc rất lâu, dáng vẻ cũng dần trở nên ngây ngốc, giống y như Tú Quyên lúc mới tìm thấy vậy. Mãi sau thấy chú đứng đó hoài mà không định làm gì, một cậu thanh niên bực bội bước tới: chú có làm được không? Không để thanh niên tụi con làm cho, chứ chú đứng đó làm gì chứ? Đứng ngó mấy cái váy nó rơi xuống cho chú hả? Trước một chàng những câu hỏi của cậu thanh niên, chú Dinh bấy giờ mới lật đật tỉnh táo lại, thoăn thoắt trèo lên cây gạo lớn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Không ai nói với ai câu nào, rất nhiều người lặng lặng rời đi, vì cái cách chú Dinh bỏ lên ngọn cây thực sự là đáng sợ. Tôi suy nghĩ rất nhiều, chỉ thấy sợ sợ chứ chẳng thể nào nghĩ ra mối liên hệ giữa cái váy kỳ lạ treo trên ngọn cây hoa gạo với cái chết của chú Dinh. Nhiều người bảo chú chết như vậy cũng là để giải thoát. Hôm ấy tôi biết đang trong thời gian dọn dẹp sau khi hoa gạo rụng xuống hết chỉ trong một đêm, như nó vẫn thường thế nhiều năm qua. Tôi vốn không có ý định đến bãi xe thời điểm này, thế nhưng mà không tránh được. Kiên có sáng kiến mới, trước khi đi tuần trăng mật đã tự ý nhập về rất nhiều xe cứu thương, nên là muốn đi sâu phát triển về mảng này. Phải đến khi xe đang trên đường được chuyển về, tôi và mọi người trong nhà mới được biết. Tuy khá bất ngờ, thế nhưng lần này tôi ủng hộ Kiên, bởi lẽ mỗi bệnh viện tuyến huyện ở chỗ tôi hay những huyện lân cận cũng chỉ có 2 xe cứu thương. Một chiếc thực sự hoạt động, một chiếc đắc cằn cỗi chỉ dám để đó phòng trường hợp buộc phải dùng tới. Trong khi đó nhu cầu sử dụng thực tế là nhiều hơn vậy. Tôi cũng đã nhìn ra câu chuyện này, nhưng cứ lấn cấn mãi chưa dám ngỏ lời, bởi vì bố mẹ chồng tôi chẳng biết tại sao rất nhạy cảm với xe cứu thương, đặc biệt là kể sau cái chết của chú Dinh. Chỉ không ngờ là sự việc Kiên tự ý nhập về nhiều xe cứu thương lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Trái với suy đoán của tôi về sự vui mừng của bố mẹ chồng trước phát kiến kinh doanh tuyệt vời của con trai, thì nó lại khiến mẹ chồng của tôi ngất xỉu tại chỗ, rơi vào tình trạng hôn mê sâu một cách đầy khó hiểu. Cả bác sĩ rồi đã thăm khám rất kỹ,
Thế nhưng lại không tìm ra bệnh gì cả, chỉ có thể chẩn đoán do quá sốc, rơi vào trạng thái hôn mê mà thôi. Không hề biết chắc khi nào sẽ tỉnh lại. Tình trạng bệnh của mẹ chồng tôi có lẽ không thể gọi là bệnh, vì vốn dĩ không có bệnh. Cả nhà chồng tôi bắt đầu nháo nhào cả lên. Người điềm tĩnh duy nhất là Danh. Lúc trở về nhà nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, Danh chỉ khẽ lẩm bẩm: đến lúc rồi. Tôi không hiểu ảm ý trong câu nói đó, chỉ cảm thấy có chút sợ vì sự dửng dưng lạnh lùng của Danh. Tôi biết Danh đã chọn một cuộc sống không nhận của ai, cũng không để bản thân bị vướng mắc với bất cứ ai, kể cả là tôi. Nhưng đến mẹ ruột đang trong cơn thập tử nhất sinh, Danh cũng có thể nói mấy lời vô tình như vậy thì thực sự là khó hiểu. Mẹ chồng tôi nằm bất định tại chỗ, bố chồng tôi chạy vậy khắp nơi tìm cách. Danh bị buộc phải về nhà sống, nhưng cũng hờ hững với tất cả. Kiên thì gấp rút mua vé từ nước ngoài về Việt Nam, cả tờ vốn đang vi vu tận bên châu Âu để hưởng tuần trăng mật. Xe đã nhập về, tôi thất thần nhìn cái hàng dài xe cứu thương trước mặt, cũng mường tượng được phản ứng tức giận của bố mẹ chồng, nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy. Lúc Yên về tới đã không kìm được mà bật khóc như đứa trẻ khi thấy tình trạng của mẹ. Khóc lóc chán, Yên lại bắt đầu nổi giận trong cơn bất lực, điên cuồng đập phá đồ đạc, gầm gừ như một con thú đang phát điên, vì chẳng thể làm gì và chẳng hiểu tại sao mẹ phản ứng mạnh với ý tưởng kinh doanh của mình như vậy. Kiên vốn cho rằng mẹ ủng hộ mình vô điều kiện, vốn dĩ còn dự định dành tặng sự thay đổi của bản thân khi chú tâm vào ý tưởng kinh doanh của mình để mẹ được vui, thì lại xảy ra cớ sự này. Cũng kể từ ngày mẹ chồng tôi nằm một chỗ, việc cơm nước trong nhà để dành cho người làm phụ trách. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được suốt bao năm qua, gia đình của Danh vẫn cúng cơm cho Trâm 3 bữa một ngày. Trước khi gia đình ngồi vào trong bàn ăn thì thức ăn của ngày hôm đó đã được mang một phần tới phòng thờ của Trâm. Tôi không biết phải hiểu điều này thế nào, chỉ biết được rằng tôi cảm thấy sợ nó. Không ai lại cúng cơm mỗi ngày như vậy cả. Nếu hỏi thì sẽ không ai nói, cho nên tôi chọn cách đánh úp. Và lúc mấy người làm trong nhà đang bày đồ ăn lên đĩa để chuẩn bị mang tới phòng thờ cho Trâm thì tôi ập tới. Sự xuất hiện của tôi khiến bọn họ giật thót tim, cũng toát mồ hôi hột. Có người còn run lẩy bẩy đánh rơi cả cái muỗng. Thế nhưng không sao, lúc này mới là thời điểm họ phải nói ra tất cả những gì họ biết. Mọi người làm gì vậy? Dạ, chúng tôi làm đồ ăn cho bữa trưa bữa sáng thôi ạ. Sao lại phải để đồ riêng ra như vậy? Chén đĩa gì mà lạ quá. Vừa nói tôi vừa tiện tay cầm cái chén cơm bằng ngọc màu xanh lên, giả vờ quan sát và xem xét. Mọi người làm liền vội vàng giật lấy cái chén từ tay của tôi. Đừng, cô đừng đụng vào nó. Dáng vẻ sợ hãi càng làm cho tôi bị kích thích. Suốt cuộc chuyện này là như thế nào? Các chị định giấu tôi đến bao giờ chứ? Có lẽ từ khi về làm dâu, tôi cũng sống và đối xử với họ khá tốt, cho nên sau một hồi nhìn nhau, một người trong số họ rón rén tiến lại gần tôi rồi thì thầm: đồ này chúng tôi chuẩn bị cho cô Trâm. Từ ngày cô ấy mất, 3 bữa một ngày, mọi người ăn thế nào cô ăn ấy như thế, phải cúng cho cô giống như vậy, không một chút thiếu một chút là cô ấy quậy liền. Bình thường bà chủ sẽ tự tay làm những việc này, nhưng bây giờ bà ấy nên ông chủ giao cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sợ lắm nhưng mà phải làm thôi. Mỗi ngày đều cúng cơm là phong tục thờ cúng ở đây hay sao? Không, nó là yêu cầu của cô Trâm thôi. Anh Danh có biết chuyện này không? Người giúp việc khẽ gật đầu. Ban đầu cậu ấy cũng phản ứng dữ dội lắm, nói bà chủ mê tín dị đoan. Nhưng về sau, sau khi gặp lại cô Trâm, chính cậu ấy đã ngầm đồng ý. Mọi người... Tôi thực sự không nói nên lời. Bọn họ, những người trong căn nhà này điên thật rồi. Mọi người thực sự coi một người đã chết như người còn sống sao hả? Cứ thế này cô ấy sẽ càng chấp niệm mà ở lại cõi người, làm cô hồn dã quỷ đó. Không kìm được cơn xúc động tôi hét lớn, giống như muốn để hết những bí bách uất ức trong lòng. Người giúp việc kia vội vàng lấy tay bịt miệng của tôi lại,
dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi tột độ. Trời đất ơi, tôi xin cô nhỏ nhỏ tiếng thôi. Cô Trâm mà nghe thấy cô sẽ quậy chúng tôi không sống nổi. Chúng tôi cần tiền, cần công việc này lắm cô. Dù cho không đứng vững nhưng tôi nhất định dành việc với bọn họ. Vậy thì để tôi sẽ đi cúng cơm cho cô ấy. Ấy không được, cô Trâm không thích người lạ. Hơn nữa cô... Không quan tâm đến lời của bọn họ, tôi quyết định mưng mâm cơm được chuẩn bị tươm tất. Dẫn đường cho tôi đi. Không còn cách nào khác, người giúp việc kia đành lủi thủi đi trước dẫn đường cho tôi. Vừa đi vừa cúi gằm nhìn xuống đất. Vậy mà vẫn có thể thuần thục đi đến phòng thờ dành riêng cho Trâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.